Chào mừng anh chị em đã quay lại với kênh hướng dẫn lái xe an toàn. Anh chị biết không, hệ thống điều hòa trên xe ô tô là một trong nhiều tiêu chí mà người mua nên cân nhắc lựa chọn một chiếc xe. Chúng ta sẽ nghe qua những kiểu hệ thống điều hòa từ điều hòa cơ cho đến điều hòa tự động, hai vùng độc lập, ba vùng hay là bốn vùng. Video này sẽ làm rõ các thuật ngữ cơ bản về điều hòa ô tô để cho các anh chị mới làm quen với ô tô có thể dễ dàng hiểu hơn về khái niệm. Và em cũng chia sẻ luôn những lưu ý về sử dụng máy lạnh cũng như là việc tự vệ sinh chăm sóc máy lạnh một cách tốt nhất. Nào anh chị hãy cùng em tìm hiểu nhé. Vậy hệ thống điều hòa ô tô là gì? Hệ thống điều hòa ô tô làm nhiệm vụ kiểm soát nhiệt độ bên trong xe. Bên cạnh đó, điều hòa ô tô còn có thể tích hợp thêm các chức năng khác như hút ẩm không khí và lọc bụi bẩn có trong không khí bên trong xe. Gọi là hệ thống điều hòa nên ngoài chức năng làm lạnh, điều hòa ô tô còn có thể hoạt động như một máy sưởi để sử dụng trong mùa đông. Hệ thống điều hòa ô tô bao gồm hệ thống điều hòa chỉnh cơ và hệ thống điều hòa tự động, thường có trên phiên bản thấp cấp, giá rẻ. Trong khi hệ thống điều hòa hai vùng độc lập đã có mặt phổ biến ở các dòng xe hạng C phổ thông, còn hệ thống điều hòa từ 3-4 vùng trở lên thì lại phổ biến ở trên các dòng xe tầm trung trên dưới 1 tỷ đồng và xe hạng sang. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ là gì? Cách nhận biết hệ thống điều hòa chỉnh cơ trên ô tô khá là đơn giản. Kiểu điều hòa này thường bao gồm 3 nút bấm gồm nút điều chỉnh nhiệt độ, nút điều chỉnh tốc độ quạt gió và nút thay đổi luồng gió. Hệ thống điều hòa chỉnh cơ buộc người lái phải tự can thiệp vào các thiết lập về mức độ làm mát ở bên trong ô tô. Người dùng sẽ xoay các nút điều chỉnh để chọn tốc độ quạt, luồng gió và tự cài đặt nhiệt độ sao cho phù hợp. Còn hệ thống điều hòa tự động là như thế nào? Hệ thống điều hòa tự động thì thường có một núm xoay để điều chỉnh nhiệt độ và một màn hình hiển thị mức nhiệt đã chọn. Sau khi đã chọn nhiệt độ phù hợp, ấn nút Auto thì hệ thống sẽ tự động điều chỉnh tốc độ gió nhanh hay chậm, hướng thổi gió hướng vào chân, trước ngực và song kính và cách lấy gió bên trong bên ngoài để duy trì nhiệt độ đã chọn từ lúc ban đầu. Hiểu một cách đơn giản là hệ thống điều hòa tự động sẽ có hai chế độ khác nhau là làm nóng hoặc làm lạnh. Khi cần làm mát, nó sẽ tự động lấy hơi từ lốc lạnh để làm mát cabin. Còn trong khi cần làm nóng, nó sẽ lấy nhiệt từ két sưởi để làm nóng cabin. Hệ thống điều hòa tự động hoạt động dựa trên các cảm biến xung quanh cabin, tự điều chỉnh các yếu tố còn lại để đạt được nhiệt độ người dùng mong muốn. Bên cạnh đó, nó còn tự nhận biết nhiệt độ bên ngoài trời so với trong xe là nóng hay lạnh để điều chỉnh luồng khí ra nóng hoặc là lạnh. Ví dụ, nếu người dùng chọn mức nhiệt độ là 24 độ, nhưng khi cảm biến nhiệt độ nhận thấy rằng nhiệt độ trong cabin cao hơn, thì nó sẽ lựa chọn bật máy lạnh. Vẫn đạt nhiệt độ đó, nhưng nếu cảm biến cảm nhận rằng nhiệt độ bên trong cabin thấp hơn, thì nó sẽ lựa chọn chế độ sưởi chị ha. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập là gì? Anh chị cứ tưởng tượng khi đang vi vu cùng với gia đình trên xe và bật điều hòa ở mức 24 độ. Vợ mình thì cảm thấy quá lạnh, mình thì cảm thấy mức nhiệt độ như vậy là vừa đủ. Hai đứa con mình ngồi sau lại thấy nóng do quạt thổi không tới. Đó là khi các nhà sản xuất bắt đầu cho ra đời kiểu điều hòa theo vùng độc lập. Hiểu đơn giản là kiểu điều hòa hai vùng độc lập cho phép người ngồi ở ghế tài điều chỉnh mức nhiệt độ, tốc độ gió, hướng gió riêng và người ở ghế phụ cũng có thể thiết lập các thông số nhiệt nè, quạt, hướng gió riêng của họ một cách độc lập với nhau. Hệ thống điều hòa 3 vùng hay là 4 vùng độc lập là gì? Thì tương tự như vậy thôi, hệ thống điều hòa 3-4 vùng có thể là điều chỉnh các vùng nhiệt độ riêng biệt cho cả phía trước và phía sau. Nhiệt độ khác nhau ở từng vùng có thể phát ra từ cùng một dàn lạnh hoặc từ hai dàn lạnh trên dưới khác nhau. Về cách bố trí thì hệ thống điều hòa hai vùng thường đặt bố trí ở hai vùng bên trái bên phải của hàng ghế trước. Còn hàng ghế sau có thể bố trí thêm cửa gió điều hòa, tuy nhiên nó chỉnh cơ để chỉnh hướng gió. Trên các hệ thống điều hòa nhiều vùng sẽ có nút FINC. Đây là nút để đồng bộ hai hệ thống điều hòa với nhau, tức là chỉ cần chỉnh một bên thì bên còn lại sẽ được đồng bộ với thông số tương tự. Theo kinh nghiệm của người mua bán ô tô thì hệ thống điều hòa theo vùng độc lập từ 3 vùng trở lên xuất hiện phổ biến ở các phiên bản cao cấp ở các mẫu xe sedan, SUV phổ thông tầm trung trở lên hoặc các dòng xe hạng sang. Một số xe trang bị hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập gồm có như là Toyota Camry 2.5W hay là chiếc VinFast The Residence. Cách sử dụng điều hòa trên ô tô thì như thế nào? Anh chị biết rồi, chúng ta chỉ cần nhấn nút AC trên bảng táp lô để bật tắt hệ thống điều hòa và sau đó xoay cái nút sang vùng màu xanh hoặc màu đỏ để lựa chọn mức nhiệt độ điều hòa phù hợp. Màu xanh là ký hiệu của chế độ làm lạnh nhiệt độ thấp, còn màu đỏ là ký hiệu để chế độ sưởi ấm nhiệt độ cao. Nút có ký hiệu hình cánh quạt là nút chỉnh các nấc quạt gió, càng xoay về bên phải hoặc là tăng cao thì quạt gió sẽ càng mạnh. Còn cái nút auto á, đây là cái nút điều chỉnh chế độ điều hòa tự động. Nút có ký hiệu người ngồi và các mũi tên, đây là nút điều chỉnh các chế độ hướng gió trên xe, thổi vào người ngồi, thổi vào người và chân, thổi vào chân hay là sưởi kính lái. Nút có ký hiệu hình ô tô và mũi tên thì đây là nút chỉnh chế độ lấy gió của điều hòa ô tô. Nút mà ký hiệu ô tô có mũi tên ra ngoài
Vào trong thì đây là chế độ lấy gió ngoài, còn nút mà hình ô tô có mũi tên nằm bên trong xe thì đây là chế độ lấy gió trong. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng điều hòa ô tô mà anh chị cần phải nhớ. Đó là khi mà anh chị bước vào xe, anh chị đừng có bật điều hòa ngay. Vì khi mà xe mình đang đóng kín cửa và đậu bên ngoài á, nhiệt độ trong xe sẽ cao hơn bên ngoài rất nhiều. Nên khi vừa vào xe mà đã bật điều hòa ngay sẽ khiến cho quá trình làm lạnh chậm hơn và vất vả hơn, ảnh hưởng đến tuổi thọ của điều hòa ô tô cũng như là bình ắc quy. Do đó mà khi vừa vào xe á, khi mà xe mình nó quá nóng á, anh chị hãy hạ hết cửa kính xuống cho tầm từ 2 đến 3 phút để tạo sự lưu thông không khí bên ngoài xe. Thì sau đó anh chị hãy mở cái máy lạnh thì nó sẽ thực sự là nó sẽ làm mát nhanh hơn nhiều. Điều thứ hai anh chị cần lưu ý là chúng ta nên tắt điều hòa trước khi chúng ta tắt máy xe. Chúng ta nên tắt điều hòa và mở cửa trước khi chúng ta dừng xe 5 đến 10 phút. Thao tác này sẽ giúp thổi khô dàn lạnh, tránh tình trạng dàn lạnh bị động ẩm lâu ngày sẽ gây ra mùi hôi trong xe. Bên cạnh đó thì anh chị và hành khách sẽ có thể là cảm thấy đỡ sốc nhiệt hơn khi chúng ta ra ngoài xe, bởi vì nhiệt độ chênh lệch ở bên trong và ngoài xe rất là lớn chị ha. Ngoài ra anh chị cũng nên nhớ là chọn cái chế độ lấy gió phù hợp. Điều hòa ô tô có hai chế độ lấy gió trong và lấy gió ngoài. Theo các chuyên gia thì nên chọn chế độ lấy gió ngoài khi di chuyển xe ở khu vực không khí trong lành và các hành trình dài để đảm bảo lượng oxy. Nên chọn chế độ lấy gió trong khi di chuyển ở khu vực ô nhiễm nhiều khói bụi, lái xe dưới trời mưa hay thời tiết ẩm ướt. Anh chị cũng nên tắt điều hòa khi đi qua vùng ngập nước, vì nếu xe đi qua suối hay đi qua đường ngập nước nên tắt điều hòa và hệ thống quạt gió. Việc này sẽ giúp tránh cho rác bẩn theo nước trôi vào, mắc kẹt trong quạt của khoang máy. Cách vệ sinh điều hòa ô tô cũng khá là dễ dàng, anh chị cũng có thể làm ở nhà. Thì đầu tiên là anh chị sẽ vệ sinh cái lọc gió điều hòa. Lọc gió điều hòa thì nằm ở trong cái hộp có nắp bằng nhựa hình chữ nhật hoặc là hình tròn, nằm ở bên dưới hộp để đồ có bên phải ở trong xe. Thì sau khi mà lấy được cái hộp nhựa ra ngoài rồi thì anh chị hãy tháo nắp nhựa hình chữ nhật ra có chứa lọc gió. Thông thường thì sẽ có hai kiểu mở khóa, đó là một cái dùng cái tay gài, hai là dùng loại dùng ốc. Nhẹ nhàng nhấc cái nắp lọc lên và rút nhẹ tấm lọc ra ngoài. Anh chị có thể gõ nhẹ xuống sàn để bụi bẩn và dị vật rơi ra, hoặc là dùng máy hút bụi, máy xịt khô xịt vào cái nếp gấp của lọc gió để loại bỏ hết bụi bẩn. Nếu không có các loại thiết bị trên thì có thể dùng cọ, khăn giấy để quét bụi. Tuyệt đối là không nhúng nước, xịt rửa, bởi vì lọc gió điều hòa là bằng giấy. Sau khi mà vệ sinh sạch sẽ, lắp lọc gió lại vị trí cũ. Lưu ý là phải lắp đúng hướng, không lắp ngược chiều. Ấn nhẹ bốn góc để cho gioăng lọc gió nó khít vào các rãnh. Nếu mà thấy lọc gió bị bám bẩn quá nhiều và có quá nhiều dị vật mà vệ sinh rất khó khăn thì anh chị nên thay đi. Bởi vì cái lọc gió này giá nó cũng không cao lắm, nó chỉ tầm dưới 100 ngàn thôi. Vệ sinh kiểu gió điều hòa như thế nào? Luồng hơi lạnh từ điều hòa hay luồng gió từ quạt gió đều thổi vào cabin xe ô tô qua hệ thống cửa gió, còn gọi là miệng gió. Cũng như nhiều chi tiết khác bên trong nội thất của ô tô, sau một thời gian thì cửa gió điều hòa cũng bị bám bụi bẩn. Ta có thể sử dụng máy hút bụi ô tô mini để hút sạch bụi, sau đó lau qua bằng khăn ẩm hoặc là khăn giấy ướt. Cuối cùng là lau lần nữa bằng khăn khô hoặc là khăn giấy khô. Hiện nay ở các cửa hàng ô tô có một số loại dụng cụ có thiết kế thông minh giúp vệ sinh cửa gió rất là tiện lợi. Dàn lạnh xe ô tô nằm sâu bên trong có cấu tạo khá phức tạp nên khó có thể tự vệ sinh tại nhà. Tuy nhiên thì định kỳ sau khoảng 1 đến 3 tháng, anh chị có thể tự vệ sinh khử ẩm, khử mùi cho dàn lạnh bằng dung dịch vệ sinh dàn lạnh ô tô chuyên dụng. Loại dung dịch này hiện được bày bán rất là phổ biến. Dung dịch ở dạng chai xịt sử dụng cũng khá đơn giản. Cách vệ sinh dàn lạnh của điều hòa thì làm như thế này. Bước 1 là anh chị hãy tắt hết toàn bộ hệ thống điện trên xe, nhất là hệ thống quạt gió, điều hòa, đóng kín toàn bộ cửa kính xe. Bước thứ hai là anh chị phun xịt cái dung dịch vệ sinh điều hòa ô tô vào tất cả cửa gió điều hòa trên xe. Bước 3, chọn điều hòa và quạt gió ở mức cao nhất, chọn chế độ điều hòa lấy gió trong. Điều này sẽ tạo sự luân chuyển không khí, dung dịch vệ sinh theo đó sẽ được đưa vào trong hệ thống. Bước thứ 4, tìm vị trí hốc lấy gió trong cửa điều hòa ô tô, thường nằm ở gần sàn xe bên trái của ghế lái. Trong khi điều hòa đang hoạt động ở chế độ lấy gió trong, xịt phun lượng lớn dung dịch điều hòa vào trong vị trí này. Bước thứ 5 là tắt điều hòa, chỉ để lại quạt gió ở mức cao nhất. Điều này sẽ giúp không khí lưu thông nhiều hơn, khử độ ẩm. Với các trường hợp máy lạnh xe ô tô có mùi hôi nặng thì nên mở thay các lọc gió của máy lạnh, đồng thời là xịt dung dịch vào các đường nạp. Bước thứ 6 là tắt hết hệ thống điều hòa và quạt gió, hạ hết cửa kính, chạy xe trong tầm 5 đến 10 phút. Cách trên ngoài có tác dụng vệ sinh điều hòa mà còn là cách khử mùi điều hòa ô tô rất là hiệu quả. Qua những chia sẻ trên của nhóm, em tin chắc rằng anh chị đã hiểu rõ hơn về máy lạnh của xe hơi và cách vệ sinh nó như thế nào rồi. Thì việc lựa chọn xe có hệ thống máy lạnh phù hợp với nhu cầu bản thân và gia đình nó sẽ dễ dàng hơn. Em xin kết thúc video ở đây. Nếu anh chị thấy hay, hãy like, share, đăng ký kênh và nhớ ấn chuông để ủng hộ nhóm nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị.